Xe điện đây, làn đường xe điện và xe hơi đi chung với nhau, cũng như là bên trong là đường đi xe đạp. Hiện tại bây giờ là
không khí cũng là khá là mát mẻ, và nói thẳng ra là nó lạnh lạnh đó nha cả nhà, tại vì nó hết nắng rồi. Mọi người, đây là một cái cửa hàng mà người ta chuyên bán cỏ và các loại thuốc hút nha mọi người. Ở Amsterdam này họ gọi là có cái quy định là được mua bán và được sử dụng với một cái liều lượng nhất định nha. Bánh kẹo. Cho bánh kẹo cũng có cỏ luôn cả nhà. Một câu dạng chưa đi xé rạc luôn rồi nó không bay này. Nó nguyên cái người á. Nhà rất sạch luôn. Khu triển lãm người châu Á nữa, nhưng mà đóng cửa rồi. Phải để chiên mà thơm nhỉ. Sông gạch kinh ngòi nè, còn như là cho khách du lịch có thể ngồi lên những cái thuyền á, mình đi tản bộ trên những dòng nước đó cả nhà. Cảm giác là trong
lành và yên bình ha. Chiều nắng. Hàng tàu, đồ ăn tàu, đồ ăn châu Á. Có nhà hàng châu Á nè. Thì khi đi trên những cung đường ở đây thì không khó để bắt gặp những cái mùi cỏ nó cứ thoáng qua thoáng lại nó thơm nha. À, mùi cỏ thơm. Những cái thuốc lá dưới lòng đường nè. Con vịt này. Con vịt. Nhà hàng tàu đông khách quá ha. Cái đũa vàng. Golden chopstick. Ta để cái chai dưới đường rồi.
và Caramel sẽ đi vào cái Shisho này để xem trong đây cái quán sushi người ta làm có ngon không nha. Nghe nói là ngon. Hy vọng là nó sẽ ngon giống như là tiên ăn sushi ở Ý. Nếu mọi người chưa xem cái video đó thì mọi người hãy xem trên video mà tiên đi du lịch ở Ý. Vì quán sushi quá là đông cũng như là ít loại sashimi mà Tiên thích cho nên là Tiên đã chọn cho mình một cái quán khác, đó chính là quán đồ tàu. Thì Tiên chọn món đầu tiên đó chính là món phá lấu hầm, cũng như là ba loại không thể thiếu khi ăn quán đồ tàu, đó chính là heo quay, vịt quay cũng như là thịt xá xíu nè cả nhà. Amsterdam về đêm nha cả nhà. Buổi tối là có một chiếc xe vệ sinh để vệ sinh sạch sẽ đường phố. Hiện tại bây giờ không khí rất là náo nhiệt luôn á, đi được đi ở đường nào thì cũng thấy rất là đông đúc. Đây là hình ảnh cung vua nha mọi người. Đó, Tiên hơi run một tí bởi vì là cũng còn hơi lạnh đó. Về đêm đó. Thành phố về đêm và đây là casino nhé cả nhà. Đó, ngay tại thành thủ đô Amsterdam, trái tim. Mọi người như thế nào, nhưng mà đối với Tiên á, dù là cảnh vật thiên nhiên hay là cảnh vật kiến trúc thì cũng rất là đẹp. Sau khi tham quan xong thì bây giờ Tiên về lại khách sạn nha. Đây là khách sạn mà mình sẽ ở một đêm ở đây, rồi ngày mai sẽ đi về ở Amsterdam. Thì cổng vào hôm nay là check in hơi muộn ha, giờ này cũng khuya rồi đó. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Mọi người ơi đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube Cẩm Thiên TV để đón xem được nhiều video hơn, cũng như là đừng quên nhấn nút cái chuông để nhận được những thông báo mới khi Tiên up video mới nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đua. Ok, bây giờ Tiên sẽ check in và nhận phòng lên nghỉ ngơi đây.